Và thứ ba là những bệnh lý viêm nhiễm mãn tính, ví dụ như bệnh lao hay ung thư. Tại vì cái cơ chế của bệnh lý viêm nhiễm mãn tính mà nó gây thiếu sắt là do một cái chất gọi là lactoferrin. Ferrin là chỉ chở sắt á, lactoferrin đó là cái chất cho bạch cầu tiết ra. Khi mà tình trạng nhiễm trùng tăng ở trong máu thì bạch cầu sẽ tiết cái chất đó ra nhiều và nó đi giấu sắt, nó cắt sắt đi làm cho sắt không sử dụng được, không có chuyển thành cái dạng trang phim riêng được để cái tủy xương sử dụng, mà nó chỉ ở cái dạng dự trữ thôi, nó giấu tiệt đi. Và do vậy cái mục đích của giấu sắt là để cho vi khuẩn nó không có xài sắt được, tại vì vi khuẩn nó vẫn cần sắt để tổng hợp, để phát triển vi khuẩn, tức là giấu để trong, để cho cái thằng tình nó không có ăn được, nó phát triển được mà vô tình nó cũng luôn làm cơ thể mình không xài được vô. Nên những cái người mà bị viêm nhiễm mãn tính kéo dài, bệnh lý mà kéo dài mà có thiếu sắt là thường có hồng cầu nhỏ nhiễm sắt là vậy. Lúc đó mình xét nghiệm cái nồng độ sắt trong máu thì sao, ferritin nó sao, cao, nó không có sắt ha, nó cao. Thường á những cái bệnh viện nó chỉ làm cái ferritin thôi, nhưng thật ra mình phải cần luôn á, phải làm cái sắt huyết thanh luôn. Ferritin nó chỉ nói lên lượng sắt dự trữ thôi. Ví dụ như thiếu máu sắt thì sắt dự trữ như thế nào, giảm đúng không, sắt dự trữ giảm. Bây giờ nghĩ cái ba trường hợp này đi, 1, 2 và 3, thì mình làm tiếp cái bước thứ hai là ferritin và transferrin và sắt huyết thanh. Nếu mà ferritin giảm thì chắc chắn là thiếu sắt rồi, nhưng nếu ferritin tăng thì phải coi lại cái sắt huyết thanh như thế nào, tức là cái sắt đương được sử dụng như thế nào. Nếu sắt đương được sử dụng nó vẫn cao luôn, ferritin cao mà sắt đương hoạt động cũng cao luôn, là có nghĩ tới viêm nhiễm mãn tính không? Không, sắt đương hoạt động mà chẳng qua là cái tủy xương nó không có xài được, tức là cái vấn đề từ tủy xương đưa ra, cái là vẫn có sắt đi tới đi luôn đó mà mày không có biết xài tại mày, đúng không? Còn nếu mà cái ferritin nó tăng lên, tức là lượng dự trữ cao, nhưng mà cái lượng đương được sử dụng thấp, thì mình mới nghĩ tới những cái viêm nhiễm mãn tính, tức là nó có mà nó không chuyển thành cái dạng mình xài được. Thực ra để mà chẩn đoán chính xác cho bệnh lý của tủy xương hay là những bệnh lý mắc phải khác thì mình phải làm cả hai chỉ số luôn là transferrin và ferritin. Nhưng mà ít bệnh viện nào làm lắm, mình vì lý do lợi nhuận rồi này nọ kia thôi, thường người ta chỉ làm cái ferritin thôi. Tại vì những cái bệnh lý mà bẩm sinh về tủy xương mà không có sử dụng được sắt thì cũng hiếm gặp. Thực ra người ta không có làm lợi nhuận lâu lâu mới gặp ca, chủ yếu những bệnh viện người ta chỉ làm hai ferritin, tức là làm cái nồng độ sắt dự trữ và cao hay thấp thôi. Nếu mà thấp thì nghĩ tới thiếu sắt. Thiếu sắt thì những cái nguyên nhân là thiếu sắt tiền tiết đúng không? Bệnh nhân có bệnh lý gì đường ống tiêu hóa hay không, có thông kinh hay không, có sổ dung định kỳ hay không? Tại chỉ có cái niêm mạc là nó chảy máu thôi. Còn người da sao chảy máu, da thấp sao chảy máu được, mà niêm mạc thì từ miệng tới hậu môn rồi nó dễ chảy máu. Ở nữ thì có niêm mạc của tử cung, tức là có bị thông kinh cường kinh hay không? Ở cho kỹ thì người ta không có thông kinh, người ta cường kinh không có đâu, dài mà mình kinh nghiệm thôi ha. Hỏi cái trả lời chất quất cuối cùng khai thác cái chất quất luôn, cái bệnh gì mà hỏi ra những người ví dụ như sơ tử cung đó, người ta lượng kinh người ta rất là nhiều, người ta không có rong, rong tức là kéo dài ha, không có kéo dài mà người ta bị lượng kinh ha. Và vấn đề về sản phụ và vấn đề về tiêu hóa là hai vấn đề đang gặp nhất. Nói những người không phải viêm lết đại tràng mà là bị dung móc, con dung móc có nhiều người có thắc mắc, có biết dùng có nồng độ dung móc cái số lượng nó rất là cao mà tại sao nó hút tới cái mức độ vậy, dung móc có tiếng gì vậy như con kim vậy đó. Nhưng mà đặc biệt với con dung móc á, nếu mà mấy em còn nhiễm á thì sẽ nhớ con dung móc nó giống như cái con đĩa vậy đó, tức là ngoài chuyện nó hút ra nó còn làm sao nữa, nó còn làm chảy nữa, nó tiết ra cái chất chống đông nó gây chảy rỉ rả. Bởi vì cái lượng dung móc á nhiều không nhiều, nhưng mà tại sao nó lại gây mất máu nhiều như vậy, tức là do chất chống đông của con dung tiết ra. Rồi ferritin tăng thì nghĩ chúng ta đã sinh viêm hay viêm nhiễm mãn tính, thì mình phải dựa vào cái kiểu hình của bệnh nhân nè, phát hiện cái bệnh lý gì hemoglobin hay không, có chậm lớn hay không ha, biến dạng hoặc sọ điều này nọ kia mình đã học rồi. Mình nghĩ tới cuối cùng thấy bình thường không có gì chơi, mình nghĩ tới bệnh lý viêm nhiễm mãn tính là những bệnh lý nào, lao nè, ung thư nè, ung thư đó kiếm chỗ để vòng vòng như nó không chỗ nào mình phải tầm soát tiếp, siêu âm bụng, chụp X quang ngực rồi vân vân để tầm soát. Rồi còn hả? Thì mình phải làm cho green nữa, nhưng mà nếu không có thì mình phải tầm soát vào những cái chỗ, những cái cận lâm sàng khác, chứ không có không để chịu chết đó. Mấy tiền lao phải có gợi ý của tao,
có những cái trường hợp lao cái ruột đó, người ta bắt đầu cái quá không mà người ta tiêu chảy liên tục kéo dài, người ta không bị vấn đề gì thôi cả, lao của họ bên tràng thì phải nội soi cái đại tràng mới biết được có bị hay không. Mà nội soi là thấy tổn thương bị lao thì phải xuống tiếp nữa, hoặc là hạch to lên không biết cái này là hạch ung thư hay là hạch lao thì phải xuống tiếp chọn cái hạch để tìm tiếp, chứ đâu phải một lúc là mình có thể biết được hết tất cả các bệnh. Ví dụ như bệnh nhân là có cái triệu có cái triệu chứng là xanh mà vàng da thì cũng vàng lắm to, thì mình mà có hồng còn nhỏ nhiễm sắc thì nghĩ tới bệnh gì? Nó có biểu tán huyết đúng không? Vàng da tức là vàng sậm và lắm to tức là tán huyết, mà hồng còn nhỏ nhiễm sắc tức là tán huyết này. Tán huyết thì nó có nhiều nguyên nhân, ví dụ như có nhiều là có hàng chữ đầu là xanh khao vàng da thì cũng vàng lắm to thì nghĩ là tới tán huyết nhiều, hoặc là gì sơ gan đúng không, sơ gan vàng da vàng mắt rất to, mọi chứng tắc mắc nữa thì phải coi tiếp hiểu hình và xét nghiệm hồng cầu nhỏ nhiễm sắc thì mình không nghĩ tới một cái tán huyết cấp được rồi. Nếu tán huyết cấp á, tán huyết cấp tính ví dụ như tán huyết do độc chất, ví dụ như bị rắn cắn chẳng hạn, hay là một số độc chất của côn trùng cắn nó gây tán huyết, hay là do một số hóa chất thuốc trừ sâu thì nó gây tán huyết, thì nó là cái tán huyết cấp tính thì nó có gây hồng cầu nó nhỏ này không? Không, hồng cầu nó xì thôi đúng không? Hồng cầu nó sẽ không có biến dạng gì cả trên cái máu ngoại biên của bạn còn thường, tại nó cái đợt cấp tính nó không có kịp sản xuất cái gì bất thường, tức là một cái mãn tính. Một cái mãn tính thì mình làm đến cái hemoglobin nếu mà tăng thì mình nghĩ tới bệnh lý gì? Thalassemia, bệnh lý gì hemoglobin. Còn sơ gan thì dễ lắm, nếu có nó to nữa thì phải có gì nữa? Hỏi chúng ta áp cửa thì có gì? Có tuần hoàn màng hệ, có hệ thống giống sao mạch phù chân mà thay xong thì đó kết hợp vô thôi, nó cũng bự vô hơn. Rồi nếu mà ferritin tăng 1000 cái này nanogram để xử lý thì mình nghĩ tới cái bệnh lý về hemoglobin thì mình phải cho điện nhiên ra cái gì thì mình sẽ hôm trước mình có nói rồi, mình sẽ phân loại được là alpha hay là beta, hay là có những cái bệnh lý về HBS hay là bệnh lý HBE có họ hay không. Thì nếu mà đã ra cái bệnh lý về hemoglobin thì đều đâu có cách trị đâu, mình chỉ nâng đỡ thôi, còn nếu là những bệnh lý khác thì mình có cách trị. Rồi một bệnh nhân thiếu máu vàng da tiểu sọc nào cũng nghĩ tới tán huyết, cái này hồng cầu như thế nào, to hay nhỏ? HB 6 gam thì thiếu máu nặng rồi đúng không, có MCV CH tăng, thiếu máu hồng cầu to sắc, mình nghĩ tới bệnh lý gì? Tìm những cái kháng thể nó còn lơ lửng ở trong vết thương của bệnh nhân.
Dòng bạch cầu á thì cái máy nó sẽ có cái dạng hai kiểu ha, hoặc là cái máy nó chạy ra được hết luôn, là những thông số về lympho, về nitro, về xenon, tức là toàn bộ tất cả thông số đầy đủ thì dễ rồi. Nhưng mà có máy nó chỉ có chạy ra được á là cái răng, cái lim và cái mít thôi, ba cái thôi. Răng tức là dòng bạch cầu hạ, lim là lympho, và mít á là không có loại được cái hạ hay cái lympho, tức là lửng lửng lên không phân dòng được. Thì biết thì tiếp chỉ đề thấp thôi ha. Tại cái máy của mình nó sẽ đến số lượng tế bào nó dựa vào thứ nhất là kích thước, và thứ hai là màu sắc, độ bắt màu của vi sinh chất và những cái hạt trong vi sinh chất và cái nhân. Bởi vậy nếu mà cái máy của thế hệ cũ thì nó chỉ được cho thấy những cái hạt hay không thôi, là nó sẽ được cái răng thôi à. Còn không có hạt thì là liên khô. Còn những cái hạt không biểu hình hoặc là nhân không biểu hình gì, nó sẽ vô cái biết, nó sẽ chữa, không biết vô cái gì. Còn những máy thế hệ sau thì nó đo được luôn cái màu sắc của cái những hạt đó. Ví dụ cái màu đỏ cam đó thì là của Elsino, có màu xanh đen của Baso thì nó sẽ phân gặp ra luôn. Và những cái nếu mà quá khó khăn, ví dụ như gặp trường hợp mà cái máy nó không phân được toàn bộ tất cả các dòng, thì mình cho nó bệnh viên mình tự coi, mình sẽ biết ngay chính xác đó là dòng gì. Nhưng mà thấy cái răng nó tăng cao, mình biết nó tăng cao cho cái gì, không biết răng này là Nitro hay là Baso hay là Elsino, tất cả đều có hạt. Rồi cái này là số lượng bình thường của dòng bạch cầu ha, bình thường từ 6.000-8.000 trên 1 mm khối máu. Nitro chiếm từ 60-66%, Elsino từ 2-1%, Baso dưới 1%, Mono 2-2.5%, và Lympho chiếm từ 20-25%. Về hội chứng bạch sinh tủy thì mình sẽ có 3 nhóm là bạch cầu kinh nhập tủy, đa hồng cầu, đa tiểu cầu. Còn giảm sinh tủy thì được gọi sinh tủy là giảm trên lớn hơn hoặc bằng 2 dòng tế bào não. Rồi một cái trường hợp lâm sàng thế này, bệnh nhân sốt kéo dài 2 tuần, điều trị không giảm, xét nghiệm ga mạch cầu tổng rất là nhiều quá khả năng cái máy nó tính luôn. Em có thấy những trường hợp này bên điều phối học ra bao nhiêu luôn, máy sẽ chạy ra một quạt chống cộng và một quạt chống trừ, và sau đó là cái số ghi tay, tức là máy không chiếm được thì tới sau kỹ thuật viên lo như buồn đếm mà đếm thì sẽ ra số ghi tay kế bên. Có thấy hình nào chưa, cái máy nó không có giới hạn đếm, nó chiếm hết nổi luôn, nó sẽ ra một loạt động nhiều quá đếm không nổi, thì lúc đó mình phải lôi ngay cái mẫu máu nó ra mình đếm, mình phải pha loãng và đếm cho người đếm, mình đếm ra số lượng cụ thể gửi cho lên lâm sàng cho người ta đọc. Thì ở trường hợp này mình cầu tổng rất là cao 120.000, nghĩ tới bệnh gì, sốt kéo dài 2 tuần điều trị không giảm, bạch cầu cao. Bạch cầu cấp đúng không? Tại sao cấp mà không phải kinh? Bệnh nhân có sốt kéo dài từ bạch cầu kinh á thì cũng có trường hợp cũng có nhiễm trùng thì cũng có sốt thôi. Nhưng mà thường ít gặp hơn ha, mình sẽ nghĩ nhiều cái bạch cầu cấp. Thì lúc đó mình sẽ dùng phát báo ngoại vi để tìm cái gì, mình phải làm những cái xét nghiệm mà xong lắm trước nha, rồi mới cái xét nghiệm xong lắm, nhưng mà cái gì cũng đẹp là gặp tỷ liền ha. Phát báo ngoại vi là cái nhanh nhất, tại vì đi không nổi thì tự coi thôi, coi cho nó chiếm gì dòng gì. Nếu mà là bạch cầu cấp thì chúng ta sẽ phát hiện những con gì, những con blast, tức là những con non, tế bào nó non hoàn toàn luôn, nó chưa có trưởng thành. Còn nếu mà bạch cầu kinh thì tế bào nó sao, nó đầy đủ tất cả các giai đoạn từ con non tới con già luôn, tức là từ nhỏ xíu cho tới thành trưởng thành đều có, thành tưởng tượng từ 2 tới 3 tuổi, từ 10 tuổi, 12 tuổi, 15 tuổi, 18 tuổi đều có đầy đủ. Còn trong khi và cầu cấp thì chỉ toàn là những con non thôi. Và khi kéo cái não thì mấy em đã biết như nó kéo rồi, kéo dạng ống ra. Những con bạch cầu là những con to nó sẽ tập trung ở đâu? Khi mình kéo thì cái này nó sẽ tập trung ở đầu hay là ở đuôi? Ở đâu? Cái lam thì nó có đầu vậy phải không? Cái kéo lên thành lưỡi mèo thì là cái lợn đầu nhỏ ra đúng không? Vậy là cái đầu bằng cái đầu nhỏ. Nó phải kiếm là dễ, nó tự nhiên đút vô ngồi kiếm biết luôn, kiếm từng quan trường, kiếm các loại mắt để kiếm chưa hết nữa. Mình biết mình nghĩ định hướng trong đầu á. Tại sao bác sĩ giỏi rồi phải kết hợp luôn lâm sàng này, lâm sàng tiền lâm sàng nói, thằng cận lâm sàng nó làm, nó hết cuối cùng không biết gì hết. Mình
nghĩ trong đầu mình gì, rồi mình mới định hướng, mình mới chẩn đoán vô sơ bộ trong đầu mình nghĩ cho mình gì đó. Thì làm cận lâm sàng khi nào mình có chứng này cho nó lẹ, thấy liền, cũng không có thời gian. Chứ không lẽ mình không biết bệnh gì, mình ngồi mình rề cho con coi một đêm luôn, chưa có cái làm. Mình coi Lan á, có phải coi hết từng cô từng cô, mình sẽ coi 5 điểm. 2 đầu, 4 góc và chính giữa, đúng không? Hoặc là coi xích sắt kéo xuống như vậy, nên mình cầu thang, tức là mình cũng đủ góc từ trên dưới. Chứ đâu có ai coi qua lại từng cô, đi coi biết chừng nào mới xong. Cái đầu đầu ngồi viết báo một ngày, một ca, chắc kiểu được nhiều khóc 10 năm luôn. Vậy thì cuối cùng là mình coi đâu mà thấy được những tế bào non đây. Bạch cầu là mình con to nhất trong cái tất cả các tế bào máu, đúng không? Con càng non thì lại càng to. Vậy còn ở cái đầu bằng hay cái đầu nhọn? Ở đầu nhọn. Tại sao? Mình kéo nó đi vậy nè. Thằng đầu nhỏ thì nó rớt lại giống như sàn gạo, đúng không? Thằng đầu nhỏ thì nó rớt lại, thằng đầu bự thì mình kéo như mình chan lúa vậy đó. Thằng đầu bự thì còn dưới lệ cái đuôi. Bởi vì thì nếu mà mình nghĩ nó đặt bạch cầu cắt bạch cầu kinh gì đó thì cái tự nhiên nó sẽ tập trung coi giống một ngôi lao. Không tin bữa nào họ mất thì cái phương pháp ngoại biên mô tả này thấy một số tế bào to ở ngôi lao thì nó đó. Người ta sẽ không nói cho mấy em con đó là con gì đâu. Mô tả chuyên nghiệp người ta chỉ nói là ở đấu máu ngoại biên thì mình chỉ làm gì đó, hồng cầu gì đó, hồng cầu hình dạng to nhỏ không đều hay là hồng cầu nhỏ dục sắc hay gì đó, hay là hồng cầu đảm sắc đảm bào gì đó, rồi tới tiểu cầu gì đó, phân bố đều gì đó, ở trong tiểu cầu bình thường rồi nó tới hồng bạch cầu gì đó, tới tỷ lệ nitro bằng bao nhiêu, lipo bằng bao nhiêu gì đó, và thấy một cái tế bào to là thấy mọi rồi đó, là nghĩ tới là cái gì bạch cầu cấp đó, tế bào to đó ha. Lúc đó với cái đó thì mình mới cần cặp tỷ để xác định cái tế bào to là cái gì. Đây bạch cầu cấp, những cái con tế bào rất là đông, thằng em mình không biết chắc được nó là dòng gì đâu. Còn đối với bạch cầu kinh, người ta sẽ mô tả đàng hoàng những cái tế bào to nha. Bạch cầu kinh thì nó từ lớn tới nhỏ thì có mà, thì người ta sẽ mô tả là dòng bạch cầu hàng phát triển đầy đủ tất cả các giai đoạn từ non tới già gì đó, neutrophil chiếm bao nhiêu phần trăm gì đó, hình ảnh hình, rồi từ cái neutro người ta chia thành nhiều cái giai đoạn đó, giai đoạn hình bóng cửa, giai đoạn gì đó, người ta sẽ tính ra bao nhiêu phần trăm đó luôn. Rồi dòng tiểu cầu, số lượng tiểu cầu bình thường là 150 cho tới 400 ngàn, khi dưới 100 thì gọi là giảm, tăng tiểu cầu là trên 600, tiêu chuẩn mới là trên 500. Khi giảm thì có xuất huyết nhiều nơi ha, nhiều nơi nhiều lứa tuổi. Rồi cái công thức báo thì đề nghị tới gì đây, hồng cầu HP 8 gram, bạch cầu 150 ngàn và tiểu cầu 680 ngàn. Nghĩ tới gì? Có thiếu máu là đúng không? Bạch cầu cao thì chắc còn kinh nữa không? Nếu mà bạch cầu nó lửng 30-40 ngàn hơi mệt, không biết có nhiễm trùng hay là giai đoạn đầu có cấp kinh thì hơi khó, mà cái này nó dễ rồi. Cao vậy thì bằng cấp bạch kinh thôi chứ không có nghĩ nào mà nhiễm trùng mà tăng lên tới trên 50 ha. Nhiễm trùng hiếm khi nào mà tăng quá 50 ngàn đâu. Dưới 50 ngàn đó là thật ra nếu mà bạch cầu trên 50 ngàn mà phải nghĩ tới cái ác tính rồi. Ở đây rõ ràng là ác rồi đó, còn cái ác gì mà ác tính thôi. Nghĩ theo cấp hay là kinh? Tại sao lại nghĩ tới kinh mà không nghĩ tới cấp? Cấp chết trong thuốc máu thôi, nhưng mà nói thuốc máu ra chứ không dựa lên lâm sàng nha. Có lâm sàng thì quá tốt rồi, mà ví dụ nhìn như công thức máu này là đã đủ nghĩ tới cấp đi kinh rồi. Tại vì cái tiểu cầu nó sao? Nó tăng. Bạch cầu cấp không có tăng tiểu cầu. Không có trường hợp bạch cầu cấp nào mà tăng tiểu cầu. Dù là bạch cầu cấp M7, tức là dòng tiểu cầu đi nữa thì nó cũng không có tăng tiểu cầu. Tại dòng tiểu cầu non thì nó là con to mà con to thì điếm thành gì? Điếm thành bạch cầu, đúng rồi. Mấy em học bạch cầu cấp, mấy em sẽ thấy phong độ từ M0 cho tới M7, đúng không? Hoặc M1 tới M7. Thì M6 là dòng hồng cầu và M7 là dòng hậu tiểu cầu, tức là hồng cầu non và hậu tiểu cầu và tiểu cầu non đó. Thì những cái con đó đều là bạch cầu hết, tức là nó cũng sẽ biến thành con bạch cầu thôi, chứ nó đâu có biến thành con hồng cầu đâu, đúng không? Tại vì nó to và nó còn nhanh nè, thể to và còn nhanh.
thực tế đó là con hồng cầu đó, thực tế là con một điểm cầu đó, nhưng mà cái máy điểm hồng cầu nó không có điểm ra con hồng cầu, nó điểm con đó là hồng bạch cầu, nên lúc đó số lượng bạch cầu nó sẽ tăng ha, và số lượng điểm cầu ở đây là điểm cầu trưởng thành. Đối với bạch cầu cấp thì có tăng được vậy không? Không bao giờ tăng. Vì nếu em mà thấy một cái số bạch cầu cao thì cái tiếp theo là nhìn xuống cái điểm cầu là dễ nhất. Cái hồng cầu nó có thể giảm, bạch cầu trung cấp gì nó cũng có thể giảm hết, do lý do là chèn ép thôi. Thằng này ăn nhiều quá thì tao mới giảm xuống thôi, chỗ đầu ăn của ba anh em trong nhà hai thằng ăn thằng kia mới giảm thôi. Bởi vì cái dễ nhất là em nhìn xuống cái điểm cầu. Nếu mà bạch cầu cao mà điểm cầu giảm thì nghĩ nhiều tới gì? Bạch cầu cấp. Còn tiểu cầu mà tăng luôn là trong mỗi chứng tăng cũng tỷ đúng không? Nó tăng hết. Còn hồng cầu lúc này nó giảm là do chèn ép thôi, không có chỗ chứa nó thôi. Thằng này xinh quá chỗ đâu còn chứa nữa. Và tiếp theo là mình hết máu đi, sao chắc được? Hết máu là thấy dễ nhất. Cái bạch cầu này là non hoàn toàn hay là từ non tới già luôn? À, như cái này nè, là mình sẽ nghĩ nhiều cái bạch cầu cấp. Cũng hồng cầu giảm, bạch cầu tăng nhưng mà điểm cầu nó thấp xuống. Tại vì những con non nó đã hoàn toàn những cái dòng trưởng thành rồi. Còn cái con non này là con non dòng gì? Mình phải dọc tỉ là chứ không phải máu không ha. Mình phải dọc cái tỉ xương là để mình coi con non đó là thuộc dòng gì, từ M0 cho tới M7 dòng gì. Thậm chí dọc tỉ cũng không biết được nữa nếu mà những cái giai đoạn sớm như M0 chưa có hạt gì đâu, mình không biết nó là dòng phần không hay dòng info luôn, thì mình phải dùng những cái cao hơn đó là dấu ấn miễn dịch, tức là người ta thả vô những cái kháng thể để cho nó kết hợp với những cái kháng nguyên nào trên con bạch cầu, để tùy theo dòng info hay là dòng hạt thì nó sẽ có những cái kháng nguyên CD khác nhau, hay CD liên quan ha, những cái CD khác nhau thì người ta sẽ tính cái tỷ lệ CD chiếm bao nhiêu phần trăm để người ta phân dòng. Và có cái dòng mình gọi là bi phenotip luôn, tức là chính giữa nó nông hơn tất cả luôn, từ ông thủy tổ luôn, chưa phân thành dòng hạt hay dòng, chưa phân thành dòng tỷ hay dòng quy mô trước giai đoạn đó nữa, mình gọi là bi phenotip. Còn ở đây thì mình chỉ mới chẩn đoán bằng hình ảnh thôi, tức là coi hình ảnh thôi à. Nếu nó điển hình thì dễ rồi, ví dụ như hôm trước cái thể M3 là thể mà có hạt ơ là có que củi trong đó, nhìn cái là điển hình M3, khỏi phải làm thêm cái gì hết trơn. Nhưng mà nếu mà những cái thể không có hạt thì phải dùng những cái xét nghiệm cao cấp gì đó của dịch ra. Rồi, câu thứ 8 tiếp theo. HB8 là cầu 5000, răng 4, liên 1, điểm cầu 18. Nghĩ tới gì? Cầu này thì cũng giảm rất nhiều đúng không, 5000 cũng được, 6-8000, 4-8000 dao động chính định cũng sao đó, tức là bạch cầu coi như bình thường, nhưng mà hồng cầu thì giảm, tiểu cầu cũng giảm luôn. Nếu giảm trên hai dòng là đạt tiêu chuẩn suy tỷ đúng không, thậm chí có những trường hợp suy tỷ có một dòng nữa. Tôi gặp một số ca là suy tỷ một dòng duy nhất, dòng hồng cầu hoặc dòng tiểu cầu thôi, thì hướng mình đặt ra là suy tỷ. Rồi có hướng thứ hai không? Đúng là sẽ quyết giảm tiểu cầu. Tại sao vậy? Tại sao sẽ quyết giảm tiểu cầu mà hồng cầu cũng giảm? Cái này nó giỏi, mình nghĩ nó sẽ quyết giảm tiểu cầu. Tại nó mất máu, người ta đông kinh, nó mất máu đúng không? Và xuất huyết tiêu hóa. Đó là cái lúc này cái hồng cầu nó giảm phải do bệnh mà là hậu quả của tiểu cầu giảm. Nó phải nghĩ rộng ra chứ đừng có nghĩ lâu hơn, có chẩn đoán trong đầu không nghĩ nhiều hơn nữa. Thậm chí còn nghĩ rộng ra hơn nữa. Nó phải suy nghĩ thật sự nữa. Ức chế, nhiễm trùng ức chế nữa. Còn cái một cái dạng nữa là suy tỷ mà do ức chế đó. Ví dụ như đặt một cái bệnh đến lâm sàng là bệnh nhân là bị nhiễm trùng nặng. Khi nhiễm trùng nặng như vậy nó sẽ ức chế tỷ xương theo cơ chế như chị nói hồi nãy. Nó sẽ giấu những cái chất dinh dưỡng của cơ thể để cho con vi khuẩn không phát triển được. Và khi một cái là những cái chất độc do vi khuẩn tiết ra nó là ức chế vi môi trường của tỷ xương, là tỷ xương không sinh máu được. Tức là suy tỷ do ức chế. Tức là cái này chỉ là cái hậu quả của nhiễm trùng thôi. Nếu mà mình giải quyết xong cái ổ nhiễm trùng thì tỷ xương sẽ về bình thường.
chỉ có thỉnh tiếp tỷ thôi, thỉnh tiếp tỷ mà thấy giảm thành đó. Rồi con thứ ba tiếp theo, hồng cầu giảm, hồng cầu to u sắc, bạch cầu giảm, tiểu cầu giảm hết. Giảm ba dòng thì cái đầu là gì? Suy tỷ, còn nào nữa không? Suy tỷ thì suy tỷ thực sự, suy tỷ tiêu hao gì đó ha, chia ra suy tỷ thực sự, suy tỷ ức chế cho độc chất này nọ, còn bệnh suy tỷ tiêu hao tức là gì? Tiền đau khô miệng, tiền bệnh nhân bị bệnh bạch cầu cấp hoặc một cái ung thư khác. Cái giai đoạn ung thư đó thì nó ức chế tỷ xương. Ung thư chỗ nào cũng vậy, nhưng đều có thể gây ức chế tỷ xương hết. Và bạch cầu cấp giai đoạn đầu, khi mà bạch cầu non nó chưa có tràn ra máu, tức là nó mới bắt đầu nó rối loạn sinh sản thôi, nó bắt đầu cái giai đoạn nó chuẩn bị sinh ra hồng cầu non, ra bạch cầu non, nhưng bạch cầu non nó vẫn còn trong tỷ xương, nó chưa có chạy ra máu hạ miên. Năm trước có một ca người nhà với bác sĩ, mà cụ cũng lớn tuổi rồi, thực ra người nhà không làm tới nơi tới chốn kéo, cũng là giảm ba dòng luôn, nghĩ suy tỷ cứ vô cho bà truyền máu gì cứ cầu thôi là về, tới một năm sau luôn, bà mới cùng ra bạch cầu cấp.